Hiện tại giờ mình đang lên núi Cát nha các bạn. Lấy cả hai cháu nó không quên. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip liên quan về sa mạc nha các bạn. Đố các bạn hiện tại mình đang ở đâu á? Đây, các bạn xem. Hiện tại mình đang ở giữa cánh đồng sa mạc nha các bạn. Ở Mũi Né nha các bạn. Hiện tại là khách du lịch đang lên rất nhiều nha các bạn. Mình không có, mình mới quay lần đầu tiên hơi giật nên các bạn thông cảm nha. Đấy các bạn thấy không, rất là nhiều nha các bạn. Hiện tại mình ra giữa cái sa mạc mình đứng mình quay nha các bạn, cho nó tiện chứ trong đó nhiều người lắm. Đấy các bạn, đây mình phóng to cho các bạn xem nè. Đó, rất là đông người ở dưới nha các bạn. Lúc đầu mình tính là sa mạc nó không có cái cây nha các bạn. Nhưng hiện tại mình đã tới sa mạc rồi, mình thấy rất là nhiều cây nha các bạn. Đây, rất là nhiều cây. Có cây mới mọc lên cũng có nha các bạn. Đằng trước hình như có hai anh quay phim đang chụp hình các bạn ơi. Hiện tại giờ mình sẽ xuống mình ra ngoài biển nha các bạn. Đấy các bạn nhìn phía trước mình là có một cái biển, các bạn thấy không? Xíu nữa mình có qua biển đó, mình coi có gì hay mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đi rất khó nha các bạn, tại vì mình đang mang dép kẹp á, mình đi á, cát nó chảy xuống đôi dép của mình á, mình đi không có được, nó khó, nó dính không à, rất là khó đi. Đấy các bạn thấy gì chưa, rất là nhiều người đi du lịch tại chỗ này nha các bạn. Đây là sa mạc cát ở Mũi Né nha các bạn. Chỗ này cũng gần thành phố Phan Thiết nha các bạn. Bạn nào có đi ngang thành phố Phan Thiết á, ghé qua chỗ này chơi nha, chỗ này cũng rất là vui á. Hiện tại bây giờ mình đã ra lộ nha các bạn. Giờ mình sẽ đi ra xe, mình đi qua bên bãi tắm nha các bạn. Xíu có bãi tắm có nào hay hay mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Hiện tại mình đang ở biển Mũi Né Phan Thiết nha các bạn. Biển ở đây rất là nhiều người đi nha các bạn. Bán tôm cá quá trời luôn mà không có tiền mua. Ở đây có một chỗ đang bán khô nha các bạn. Đây rất là nhiều khô. Hiện tại chỗ này rất là gió nha các bạn. Gió quá trời nhiều. Quá cho tôm luôn các bạn. Tỷ hải sản là ở đây là bao luôn các bạn. Bao cho các bạn mua luôn. Rất là nhiều. Tỷ hải sản này hình như là mình, theo mình biết là người ta vừa bắt vô luôn các bạn, là người ta đem ra đây người ta bán luôn á. Thấy rất là nhiều. Mình không biết tâm này tâm tích hay là con gì nữa. Đây đây là ghẹ. Sò ốc hết nhóc luôn các bạn. Đấy, ngón cũng có nữa các bạn. Giờ mình sẽ quay lại nha các bạn. Quay lại mình đảo vòng có cái gì không mình sẽ quay cho các bạn coi anh. Làm vòng ngoài này thì người ta bán thủy hải sản nhiều lắm nha các bạn. Đấy, mấy con mực này là đem về mua về các bạn.
làm nấu lẩu là rất là ngon các bạn, mực rất là to. Rất là nhiều mực. Đây là người ta đang làm sạch bụng bán cho khách nha các bạn. Sò ở đây con rất là bự nha các bạn. Còn bên mình là bán sò nhỏ không? Giờ mình sẽ đảo vô trong đây có cái gì mình quay cho các bạn nha. Tại là mình đang cầm máy quay nó hơi giật lắc đó, các bạn thông cảm nha. Đây, đây có một cái bà đang chế biến thủy hải sản cho các bạn. Nhìn rất là ngon. Rất là nhiều người mua nha các bạn. Nhìn rất là đẹp.